Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến tiếp với câu chuyện Mao Sơn Bí Thuật, tác giả Trương Ngọc Khanh, người dịch Hoa Ẩn, lời dịch giả. Nhắc tới Mao Sơn, đối với nhiều người đã không phải đề tài gì mới mẻ. Chỉ cần bạn tùy tay gõ mấy chữ chuyện Mao Sơn trên thành công cụ tìm kiếm sẽ cho ra một loạt kết quả với không dưới 100 đầu truyện đề tài Mao Sơn. Vậy điều gì đã khiến bộ truyện Mao Sơn này được khen ngợi hết lời, cũng như biến Trương Ngọc Khanh từ một tác giả nghiệp dư thành một tiểu thuyết gia nổi tiếng tại Trung Quốc? Năm 2005, Thiên Hạ Ba Sướng cho ra đời bộ tiểu thuyết Ma Thổi Đèn. Nam phái Tam Thúc cũng theo sát với bộ Đạo Mộ Bút Ký. Kể từ đây, một đề tài đặc biệt được bắt đầu lưu hành và phổ biến rộng rãi, cho đến giờ vẫn chưa có dấu hiệu suy giảm. Ít ai biết rằng, cũng trong khoảng thời gian đó, có một viên minh châu vẫn âm thầm tỏa sáng, mặc dù bị chìm sâu giữa làn sóng tiểu thuyết Internet mênh mông cuồn cuộn. Mao Sơn, tên cũng như ý nghĩa, chính là một quyển sách về đạo giáo. Bối cảnh khác lạ, các nhân vật từ chính đến phụ, không phải ông già thì cũng là ông chú mập mạp. Tuy nhiên, điều này không hề trở thành yếu tố đuổi khách, bởi tình tiết trong truyện quá xuất sắc. Bạn chỉ cần bỏ ra 10 phút để bắt đầu đọc, tôi đảm bảo bạn cũng như tôi, luyến tiếc không muốn buông xuôi. Truyện không có cảnh đánh nhau vung đao múa kiếm, không có thần công vượt nóc băng tường, cũng không có thổi phồng nhân vật, hư trương thanh thế, mà là một quyển tiểu thuyết chân chính về huyền học. Không dài dòng, không màu mè hoa lá, nhưng cũng không hề kém phần cuốn hút. Phong cách ngôn ngữ giản dị khiến những sự tình khủng bố đều trở nên vẻ nhẹ nhàng thú vị. Nhân vật trong truyện được khắc họa sống động, giống như hiện hữu trong đời thực, vô cùng gần gũi, thân thiện. Đặc biệt, tác giả Trương Ngọc Khanh đã tự xây dựng cho mình một hệ thống đạo giáo hoàn chỉnh độc lập, từ nguyên liệu cần dùng cho đến phương thức thi truyền đạo thuật, bố cục trận pháp, thậm chí đến động tác, quá trình thi pháp đều được khắc họa một cách rõ ràng tỉ mỉ. Nếu không chút tâm đọc, bạn sẽ dễ dàng bị choáng ngợp bởi khối lượng kiến thức khổng lồ cũng như những nguyên lý phức tạp trong đó. Nội dung truyện không chỉ đơn thuần là ma quỷ, mà bao gồm tri thức, cơ sở lý luận của văn hóa đạo giáo đã ăn sâu vào xương tủy người Trung Quốc mấy ngàn năm qua. Đây mới chính là điểm hấp dẫn người đọc, cũng như khiến bộ truyện nổi bật lên giữa một rừng tiểu thuyết cùng loại. Đặc biệt còn được yêu ái gọi là Chia Ba Thiên Hạ, cùng với Ma Thổi Đèn và Đạo Mộ Bút Ký. Chúng ta cùng nghe tiếp chương thứ 52, hình in từ Tử Ngọc. Người dịch Hoa Ẩn, giọng đọc Nguyễn Thành. Thất gia vẫn luôn giữ điện thoại, thấy Trương Quốc Trung cùng Lưu Lao Đầu đi vào, vội vàng đưa ống nghe cho Trương Quốc Trung. Alo. Alo, Lưu tiên sinh. Giọng nói đầu bên kia tràn ngập ngữ khí lưu manh, tuy có mấy phần giả dặn, những ngữ điệu hán gian so với Vương Tử Hào chỉ hơn chứ không hề thua kém. Chào anh, tôi họ Trương, anh có thể trực tiếp nói chuyện với tôi. Xin hỏi, anh quen biết Liêu thiếu gia sao? Trương Quốc Trung khẽ nhíu mày. À, không quá quen thân. Cũng có điều sau khi anh ta qua đời, tôi cũng rất đau lòng. Đối phương nói. Trương Quốc Trung hỏi tiếp. Tôi muốn hỏi, trước lúc chết, cậu ấy có kể với anh việc mình gặp ác mộng hay không? À, đợi chút, để tôi nhớ lại coi. Người kia suy tư một hồi, bỗng thốt lên. Có, anh ta có nói mình mơ thấy Bồ Tát đấy. Vừa nghe, Trương Quốc Trung lập tức phấn chấn tinh thần. Sau đó thì sao? Ây da, tà môn lắm. Anh ta kể
mình mơ thấy Bồ Tát ở trên giường. Ban đầu tôi còn tưởng anh ta nói giỡn, nhưng sau đó thấy bộ dáng anh ta vô cùng nghiêm túc, nói mơ thấy Bồ Tát ở trên giường, dọa mình mất ngủ. Ngữ khí người kia có chút dồn dập. Sau khi nói xong chuyện này, chưa được mấy ngày liền xảy ra tai nạn, dọa tôi sợ muốn chết mà. Chỉ ở trên giường thôi sao? Trương Quốc Trung kỳ quái, rất khó tưởng tượng Bồ Tát trên giường là cái dạng gì. Lúc này giọng người kia có chút nghi hoặc. À đúng rồi, Còn nữa này, anh ta nói Bồ Tát là một pho tượng ăn thịt người đấy. Chỉ kỹ thôi đã thấy thốn rồi. Bồ Tát pho tượng ăn thịt người? Trương Quốc Trung không hiểu, rốt cuộc Liêu thiếu gia đã mơ thấy cái gì? Chẳng lẽ Triệu Côn Thành vì một giấc mơ như vậy không tiếc giảm 10 năm tuổi thọ mà giết chết anh ta sao? Ha, Háo Tử tiên sinh, Liêu thiếu gia còn nói gì khác không? Trực Quốc Trung cũng không biết nên xưng hô ra sao. Theo phương ngữ phía Bắc Trung Quốc, háo tử có nghĩa là chuột. Không có, lúc ấy chúng tôi đang ở trong quán bar, nói tới đó liền chuyển qua đề tài phụ nữ. À, cảm ơn. À đúng rồi, còn chưa biết anh xưng hô thế nào? Trực Quốc Trung lịch sự hỏi. Tôi họ Lý, kêu Lý Đồng được rồi. Sau khi khách khí thêm vài câu, Trương Quốc Trung liền cúp điện thoại. Sư huynh, háo tử nói năm đó Liêu thiếu gia nằm mơ thấy pho tượng Bồ Tát ăn thịt người, huynh thấy có gì kỳ quái không? Trương Quốc Trung quay sang hỏi Liêu lão đầu. Ăn thịt người à? Liêu lão đầu trầm tư suy nghĩ. Vậy đi, dọn chiếc giường này ra ngoài, đào sàn nhà xem sao. Mười mấy công nhân dốc bao công sức mới khiêng được chiếc giường nhập khẩu từ Mỹ của Liêu thiếu gia ra ngoài. Hì hục một hồi, cuối cùng sàn nhà cũng bị cậy lên. Thì ra chỉ có một nửa diện tích tòa biệt thự là tầng hầm, nửa còn lại cao chừng 1 mét dùng để chống ẩm. Căn phòng của Liêu thiếu gia vừa lúc nằm phía trên. Mất gần một ngày đập phá, rốt cuộc sàn nhà cũng bị đục thủng một hố rộng gần bằng chiếc giường. Phía dưới là nền đất ẩm ướt cùng giam 7 cây cột chịu lực. Tiếp tục, Trực Quốc Trung nhảy xuống gian chống ẩm cùng đám công nhân đào xới, thẳng xuống hơn 1 mét, càng đào càng cứng, xem ra khả năng chôn giấu đồ không lớn. Bỗng một công nhân hô to, chỗ này có gì đó. Mọi người cùng xúm lại xem. Người công nhân dùng xẻng đập, chỉ nghe keng một tiếng. Trương Quốc Trung bước tới, cầm xẻng chậm rãi gạt bỏ lớp đất trên bề mặt, thì ra là một hòm sắt. Cẩn thận mở ra xem, Trương Quốc Trung ít nhiều có chút thất vọng. Chỉ thấy vách hòm được lót một lớp gỗ đào, khe hở đều dùng mủ cao su bịt kín. Bên trong không phải khế đất mà là một khối ngọc. Trương Quốc Trung vừa nhìn đã nhận ra đây là tử ngọc, còn là một loại tiêu chuẩn, chứa nhiều tạp chất, hình thù kỳ quặc. Liêu lão đầu ngắm nghía cẩn thận một hồi, không khỏi ngạc nhiên. Đã rất nhiều năm, ít nhất cũng từ thời nhà Tống, sao nhà họ Liêu lại chôn thứ này ở đây? Hay vật này không phải của Liêu gia? Trương Quốc Trung bỗng nhớ tới việc sư phụ chôn tử ngọc ở Lý Thôn. Có lẽ khối ngọc đã được cao nhân thời xưa vùi lấp. Nhưng ý tưởng này lập tức bị một người công nhân lớn tuổi bên cạnh phủ định. Bởi theo kinh nghiệm của ông ta, với những công trình kiến trúc lớn giống như tổ trạch nhà họ Liêu, móng ít nhất cũng phải đào xuống 4 mét. Chỗ này sâu khoảng 1 mét, nhất định đã bị đào qua. Cho nên có thể khẳng định, nếu kiến trúc sư thiết kế khu biệt thự không phải đồ ngốc, vậy thì chỉ có một khả năng, chính là bọn họ đã đào trúng chiếc hòm, sau đó đem chôn trở lại. Quái lạ, Trương Quốc Trung cầm khối ngọc trên tay, phát hiện hai mặt dường như đã được mài qua, nhưng không nhẵn tròn lắm, có chút hoa văn,
nhưng tuyệt đối không phải Bồ Tát mà Liêu Tư Cử mơ thấy. Trông lung tung rối loạn, không hề nhận ra là thứ gì. Phải chăng Liêu thiếu gia gặp ác mộng, nguyên nhân chính là vì cái này? Thật ra cũng cảm thấy rất kỳ quái, đặc biệt sau khi nghe Trương Quốc Trung giới thiệu qua công dụng của tử ngọc trong Mao Sơn Thuật. Không lý nào à. Thật ra cầm tử ngọc trên tay, lật trái lật phải, phòng này trước kia là của ông nội tôi, chưa từng nghe nói tổ tiên làm pháp sự đuổi quỷ. Hơn nữa, theo lời các vị, cho dù làm pháp sự cũng không thể chôn vật kém may mắn này dưới nền nhà mình, có phải không? Lời vừa nói ra, Trương Quốc Trung càng thêm bối rối. Đúng vậy, năm đó cùng sư phụ chôn tử ngọc, đào hố sâu hơn 10 mét. Hơn nữa, còn ở hoang vu, cách xa thôn trang. Ông cố của thất gia có ngốc, cậu không đến mức chôn vật này ngay tại nhà mình. Cái tên đang nằm khảnh trong phòng, Liễu lão đầu bỗng nhớ ra, chẳng phải hắn được xưng là chuyên gia ngọc thạch sao? Đưa cho hắn xem. Đúng vậy, sẵn có Tần Qua là chuyên gia cổ ngọc ở đây, sao không đi hỏi một phen? Khối ngọc này là một phần của bản đồ. Tần Qua quan sát khối tử ngọc chừng 2 tiếng, bỗng nhiên mở miệng. Trương Quốc Trung cùng Lưu lão đầu đã sớm ngủ gật. Tần Qua vừa nói vậy, lập tức không hẹn mà choàng tỉnh. Thế là sao? Trương Quốc Trung thắc mắc. Chính là bản đồ tiến vào bảo tàng hoặc mở ra cơ quan nào đó. Lúc này Tần Qua vẫn chưa thể ngồi dậy, tay cầm tử ngọc, vừa nằm vừa nói chuyện. Trường trưởng môn, phiền cậu đỡ tôi dậy. Tần Qua dáng cử động thân mình, ngón tay sờ nắn một mặt của khối ngọc. Giúp tôi lấy giấy tuyên thành cùng mực dấu qua đây. Chỉ chốc lát sau, giấy và mực đã được người hầu mang tới. Tần Qua ấn một mặt tử ngọc vào khay mực, sau đó y lên giấy tuyên thành. Một mảng lung tung hỗn loạn, dường như có chút hoa văn, nhưng vẫn không nhìn ra là thứ gì. Tần Qua khẽ mỉm cười, tiếp tục ấn mặt khác của khối ngọc vào mực dấu. Ấn chồng in lên hình ban nãy, vừa nhấc lên lập tức hiện ra một hình quan âm sống động như thật. Giữa hình quan âm có một vết in đậm, không biết do Tần Qua ấn quá mạnh hay trên khối ngọc có gì đó đặc biệt. Mau buông khối ngọc xuống. Liễu lão đầu vừa thấy tượng quan âm lập tức giống như điện giật. Chỗ này có gì đó? Quốc Trung, để mở tuệ nhãn đi. Liễu lão đầu kêu lên. Mở tuệ nhãn, Trương Quốc Trung phát hiện đây là một khối tử ngọc bình thường, không có gì đặc biệt. Chẳng qua trong lòng khối ngọc có một vết đen mờ. Bên trong có gì đó? Trương Quốc Trung không khỏi thắc mắc. Lúc trước mở tuệ nhãn không ít lần, bất kể là âm hay dương đều chỉ thấy sương mù đậm đặc. Vết đen này rốt cuộc là gì? Đến la bàn nửa ngày không có phản ứng, Liễu lão đầu cũng không biết vì sao. Liễu thiếu gia nói mình mơ thấy Bồ Tát ăn thịt người, mà trên khối tử ngọc này vừa lúc có khắc hình Bồ Tát, chứng tỏ bên trong ẩn chứa vật gì đó. Có điều... Liễu lão đầu thu hồi la bàn. Tốt nhất vẫn nên cẩn thận một chút. Thật ra xem ra ông đã hiểu sai Triệu Côn Thành. Trương Quốc Trung nói thứ hắn muốn không phải khế đất nhà ông, thậm chí có thể hắn không biết bên trong tổ trạch nhà họ Liêu có dấu khế đất. Cậu muốn nói hắn vì thứ này mà tới sao? Thất gia cầm tờ giấy in hình quan âm liên tục ngắm nghía. Đúng, Trương Quốc Trung nói, chẳng những vì cái này, dường như hắn thực sự không muốn để ông biết trong nhà có chôn vật như vậy. Thật ra không khỏi thở dài bất đắc dĩ, vốn cho rằng sẽ tìm thấy khế đất, nào ngờ lại tìm được thứ kỳ lạ này. Tối hôm đó, Trương Quốc Trung đang nghiên cứu hình in trong phòng,
Bỗng nghe thấy dưới có tiếng ồn ào náo loạn, ngay sau đó là tiếng đập cửa dồn dập. Mời vào. Trương Quốc Trung thu hồi bản đồ, chợt thấy A Quang mồ hôi đầy đầu xông vào. Trương tiên sinh, không hay rồi, đám linh cành tổ trạch đồng loạt té xỉu, hiện đang được trở đi cấp cứu, khả năng Triệu Côn Thành sắp tới gây sự rồi. Cái gì? Trương Quốc Trung không khỏi sửng sốt. Rốt cuộc Triệu Côn Thành có phải người hay không? Hắn đã bị trúng một phát súng của Tần Qua, sao có thể hồi phục nhanh như vậy chứ? Lưu tiên sinh đâu? Dạ, đang ở dưới lầu chờ ngài. A Quang nói. Trương Quốc Trung thu thập dụng cụ, lập tức chạy xuống dưới lầu, thấy A Quang đã dừng xe trước cửa. Cậu Quang, hôm nay không cần đi tổ trạch. Trương Quốc Trung rút trùy thủ, nói, tên khốn đó sẽ tự mò tới cửa. Lúc này, Lưu lão đầu đã bắt đầu bày trận tại lối vào. Dám vác mặt đến sao? Hôm nay, ông sẽ chơi với mày đến cùng. Có cần tôi tìm thêm người không? A Quang nhễ nhại mồ hôi. Không cần. Trương Quốc Trung châm lửa đốt một nắm hương. Cậu đi bảo vệ thất gia, đưa tôi mấy bộ đàm. Thấy bất cứ điều gì dị thường, lập tức báo cho chúng tôi biết. Trương Quốc Trung hiểu rõ, giờ phút này Triệu Côn Thành đã không màng sống chết. Tuy không biết hình Quan Âm chứa đựng bí mật gì quan trọng, nhưng nếu Triệu Côn Thành phát hiện thứ mình muốn đã bị lấy đi, khẳng định sẽ không đương tay. Khoan đã, Liễu lão đầu gọi A Quang lại. Còn nhớ lần trước tôi bảo tìm 8 người đứng ở vị trí nào không? Lần này cũng tìm người đứng hệt như vậy. Bảo thất gia cứ ngồi yên một chỗ. Quốc Trung, để đi cùng cậu ta và nhất cái thằng điên kia tấn công thẳng lên đó. Có vật này ở đây, để không tin hắn sẽ tìm thất gia trước. Trương Quốc Trung lôi Tử Ngọc từ trong người ra. Đến lúc đó, cùng lắm thì đưa cái này cho hắn. Mọi người nước sông không phạm nước giếng. Cho tới bây giờ, Trương Quốc Trung vẫn có ý nghĩ vô cùng ngây thơ. Anh ta cho rằng, một khi Triệu Côn Thành lấy được thứ này, sẽ lập tức dừng tay. Mời các bạn nghe tiếp hồi thứ hai mang tên Tấn Công Ban Đêm. Người dịch Hoa Ẩn, giọng đọc Nguyễn Thành. Chuyện Mao Sơn Bí Thuật chỉ được phát sóng duy nhất trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Rất mong các bạn có thể qua kênh YouTube MC Nguyễn Thành, đăng ký kênh, bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Mà thấy đã tới canh hai, xung quanh tòa nhà yên lặng như tờ. Mấy vệ sĩ đang bày bát dương trận trong phòng ngáp ngắn ngáp dài. Ngoại trừ thất gia, A Quang, Trương Quốc Trung cùng Lưu lão đầu, còn có một người, chính là Tần Qua. Tuy quen biết thất gia, nhưng mối quan hệ chưa đến mức phải xả thân cứu giúp. Sở dĩ lần này Tần Qua liều chết ra mặt cho thất gia cùng đối phó Triệu Côn Thành, chẳng qua là vì suy đoán trước đó của ông ta. Nếu Ngọc Tỷ Truyền Quốc thực sự nằm trong tay Triệu Côn Thành, hiện tại hắn lại quyết lấy bằng được thứ này, rốt cuộc là vì sao? Thời xưa có một loại dấu khắc dùng trong bảo tàng tên Thủ Túc Ấn. Theo hiểu biết của Tần Qua, Thủ Túc Ấn cổ xưa nhất còn tồn tại đến bây giờ, có từ thời Bắc Tống, có chút giống với kho chữ vàng tại các ngân hàng lớn. Có hai cây chìa khóa, hai người đồng thời cắm vào ổ, đồng thời vặn chốt mới có thể mở ra. Thủ Túc Ấn cũng gần giống như vậy. Khi bảo tàng được sở hữu bởi hai hay nhiều người, để phòng ngừa người nắm giữ bản đồ bảo tàng độc chiếm của cải, bọn họ liền nghĩ ra một biện pháp, chính là đem bản đồ khắc lên hai con dấu. Do hai bên bảo quản, một con dấu đơn độc sẽ chẳng ra hình thù gì, nhất thiết phải in chồng hai con dấu lên nhau mới có thể thể hiện nguyên hình bản đồ bảo tàng. Sau này, nếu người trong hoàng tộc hay bậc quyền quý
cũng lợi dụng phương thức này để bảo tồn hoặc truyền đi văn kiện bí mật. Khối cổ ngọc này rõ ràng đã được khắc thủ túc ấn lên hai mặt. Bởi phương thức này quá ít người biết, cho nên vẫn có tính bảo mật cao. Nếu không biết có thứ như thủ túc ấn tồn tại, chắc chắn cả đời cũng không nhìn ra sơ hở. Cầm hình in trong tay, Tần Qua không ngừng cân nhắc. Thứ này rốt cuộc là gì? Là bản đồ hay là ám hiệu nào đó? Vì sao được giấu tại nhà thất gia, trong khi bản thân ông ta lại không hề hay biết Triệu Côn Thành liều mạng muốn thứ này? Chẳng lẽ là vì tiền? Quá nhiều nghi vấn khiến Tần Qua cảm thấy chuyện này không hề đơn giản như mình tưởng tượng. Mãi suy nghĩ, Tần Qua quên mất mình đang cắm ống truyền dịch. Vừa chuyển mình, chợt thấy tay trái đau nhói, tờ giấy cầm trên tay rơi xuống đất. Madame, Tần Qua gọi cô hầu gái, làm ơn giúp tôi. Tuy nhiên ngoài cửa không chút phản hồi. Madame, Tần Qua cảm giác có điểm không thích hợp. Thật ra đã an bài ba người hầu thay phiên nhau chăm sóc mình. Bình thường chỉ cần kêu một tiếng sẽ lập tức có người vào ngay. Nhưng hiện tại căn phòng yên lặng như tờ, chỉ nghe được tiếng đồng hồ nhảy tách tách. Tần Qua ngả người trên đệm, đầu óc hỗn loạn. Hay mình đang nằm mơ? Tần Qua giật đứt ống truyền dịch, một tay chống xuống giường, điện đau ngồi dậy, trán toát mồ hôi. Căn răng đi tới cạnh bàn, rút khẩu súng ra khỏi bao, lặng lẽ mở cửa bước ra ngoài. Biệt thự nhà thất gia có hết thảy 3 tầng. Tần Qua đang ở tầng thứ 2, nhìn thấy một cô hầu gái nằm nghiêng trên ghế, không hề nhúc nhích, xem ra ngủ rất say. Madam! Tần Qua dùng tay đẩy vài cái, căn bản không hề có phản ứng. Đi thêm khoảng 2-3 mét, chính là tay vịn cầu thang. Từ đó có thể quan sát đại sảnh tầng 1. Tần Qua thoáng nhìn, chỉ thấy thất gia đang bất động nằm trên sofa. Xung quanh là mấy người cũng gục ngay tại chỗ. A Quang thì giống như cá chết, trực tiếp nằm ngửa trên bàn trà, thỉnh thoảng còn nghe được tiếng dẹt dẹt phát ra từ máy bộ đàm đeo bên hông. Men theo tay vịn đi xuống, Tần Qua nhẹ nhàng tiến đến trước mặt thất gia. Nghe thấy tiếng khò khè, xem ra đang ngủ say, đẩy 2-3 cái cũng không tỉnh. Lại là ngốc hàng, Tần Qua lẩm bẩm, sau đó đi về hướng cửa chính. Vừa định vươn tay mở cửa, bỗng nhiên cửa bật mở. Tần Qua theo phản xạ vội vàng lùi về phía sau 3-4 bước, chĩa súng nhắm vào đó. Tần tiên sinh! Chỉ thấy Trương Quốc Trung mồ hôi đầm đìa đứng phía đối diện, vẻ mặt hồ nghi. Sao ông lại xuống đây? Bọn họ đâu? Trương trưởng môn! Tần Qua cũng giật mình. Bên ngoài đã xảy ra chuyện gì? Người bên trong đều ngủ hết rồi. Trương Quốc Trung vội tới trước mặt thất gia, khẽ đẩy vài cái, quả nhiên không có phản ứng. Không hay, trúng kế rồi. Trương Quốc Trung vỗ đùi. Lúc này Lưu Lão Đầu cũng xông vào phòng. Còn mẹ nó, xem ra cái thằng danh này bắt đầu chơi ám chiêu. Trương trưởng môn, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tần Qua có chút khẩn trương. Vừa rồi tôi với sư huynh phát hiện một bóng người, hình như là Triệu Côn Thành, liền lập tức đuổi theo. Không ngờ hắn đã lừa chúng tôi vào mê hồn trận, lòng vòng trong đó nửa ngày mới thoát ra được. Lúc quay về mọi chuyện đã thế này. Trực Quốc Trung bất đắc dĩ. Không cần sợ, ta đoán dương thọ của hắn sắp bị trừ hết rồi, hiện tại chỉ đang cố vùng vẫy mà thôi. Lưu Lão Đầu nói. Sư huynh, ta có nên trực tiếp ngả bài với hắn hay không? Chẳng phải hắn muốn lấy thứ này sao? Đưa cho hắn, từ đây nước sông không phạm nước giếng, đỡ phải ngày nào cũng thấp thỏm đề phòng. Trực Quốc Trung thử nói ra ý nghĩ của mình. Ây Quốc Trung, không thể đưa vật này cho hắn.
Liễu lão đầu vừa định nói tiếp, Tần Qua đã bổ sung, đích thực không thể đưa. Vì sao? Trực Quốc Trung khó hiểu. Nếu hắn lấy được vật mình muốn, chẳng lẽ còn định giảm thọ trả thù chúng ta? Trương trưởng môn, tôi thấy sở dĩ Triệu Côn Thành không tiếc giảm thọ, quyết đoạt được thứ này, nhất định không phải vì tiền. Có lẽ vì thứ này có thể cho hắn sức mạnh nào đó, hoặc có thứ gì có giúp hắn kéo dài tuổi thọ. Tóm lại, giờ như hắn không hề sợ hãi. Nếu bây giờ đưa vật này cho hắn, chờ sau khi hắn hồi phục, chỉ e sẽ không dễ dàng bỏ qua cho chúng ta. Tuy Tần Qua không biết khối ngọc này là gì, đương theo trực giác, tuyệt đối không thể đưa cho Triệu Côn Thành. Khó khăn lắm mới khiến hắn suy sụp, giờ lại muốn đưa khối ngọc cho hắn, định mệt chết ta sao? Còn nữa, bên đầu thứ này có thể tìm được bảo tàng gì đó. Cuối cùng Lưu lão đầu cũng chịu lòi đuôi cáo. Thì ra ông ta vẫn luôn hy vọng kiếm chút bảo bối. Ba người dừng nói chuyện, bắt đầu tìm cách cứu người. Tuy chỉ là ngốc hàng, nhưng ở lâu trong cơ thể sẽ rất phiền phức. Trước tiên là thất gia, cuối cùng là một cô hầu gái đều tỉnh lại. Xong rồi, Trương Quốc Trung với Lưu lão đầu không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Nếu Triệu Côn Thành không phải vì khế đất, thất gia dứt khoát điều người từ tổ trạch về canh giữ biệt thự đang sống, tổng cộng có 30 người, ai nấy đều được trang bị súng, chia làm 3 ca, thay nhau tuần tra 24/24. Cứ thế liên tục mấy hôm, ban ngày thì bình an vô sự, nhưng hễ tôi đến là y như rằng mọi người đều lăn ra ngủ gục. Cũng may không có thương vong gì. Không biết do Triệu Côn Thành cố tình gài bẫy dừ mồi, hay hắn thực sự không còn khả năng, chỉ tìm cách quấy phá đối thủ. Tuy nhiên, mấy ngày liền thi triển ngốc hàng, uy lực rõ ràng đã yếu đi không ít. Theo Trương Quốc Trung phân tích, uy lực của ngốc hàng không thể bị con người tác động. Ngốc hàng yếu đi, muốn giả cũng không được. Nguyên nhân chỉ có một, chính là hai ngày trước Triệu Côn Thành liều mạng đối với mình, đích thực đã bị tổn hao nguyên khí nghiêm trọng. Thứ mình dùng là pháp thuật danh môn chính đạo, nguyên khí hao tổn có thể hồi phục. Còn Triệu Côn Thành chính là giảm dương thọ. Hơn nữa, căn cứ theo điểm đó, xem ra giảm thọ không phải đột tử hay đoạn mệnh như mọi người vẫn tưởng, mà là tăng nhanh tốc độ lão hóa. Nguyên khí còn có thể bổ sung, nhưng thân thể già đi, sao chống nổi? Theo kiến nghị của Lưu lão đầu, bên phía thất gia không nên có bất kỳ hành động nào, cũng không nên quá mức phòng ngự. Lưu lão đầu với Trương Quốc Trung thay phiên nhau trực, chính là đọc sách, chơi cờ tướng, đánh bài poker. Cứ thế kéo dài hơn 10 ngày, Trương Quốc Trung cũng bắt đầu cảm thấy nhàm chán. Tuy nói Triệu Côn Thành giảm thọ, đường chắc cũng còn ít nhất 1 năm. Vạn nhất hắn liên tục giở trò suốt thời gian này, chẳng lẽ mình phải lưu lại đây cả năm hay sao? Tối hôm nay, Trương Quốc Trung ra ngoài tản bộ. Lúc này, vết thương của Tần Qua cũng đã gần hồi phục, cho nên xuống giường đi lại thư giãn gần cốt. Hai người tình cờ gặp nhau trong hoa viên. Trương trưởng môn, tôi không biết các người đang đợi cái gì. Có điều, bình thường Tần Qua không nói chuyện với Lưu lão đầu, nhưng đối với Trương Quốc Trung lại rất thoải mái. Chúng ta ngoài sáng, hắn trong tối. Nếu hắn muốn chơi tới bến, tôi cũng sẵn sàng tiếp chiêu. Trương Quốc Trung cũng chẳng còn cách nào. Tuy bản thân không muốn như vậy, nhưng nếu Triệu Côn Thành không chịu lộ mặt, mình còn cách nào đâu. Quá đơn giản. Tần Qua mỉm cười. Tôi biết địa chỉ nhà hắn. Đừng. Trương Quốc Trung lắc đầu lia lịa. Tần tiên sinh, ông quên hắn làm gì sao? Nhà hắn không chừng còn nguy hiểm hơn cả bảo tàng Hậu Tấn. Đi tới đó khác nào tìm đường chết chứ.
Chẳng lẽ cậu muốn vào nhà hắn? Đó là xâm nhập gia cư bất hợp pháp. Ý tôi là... Tần Qua dùng tay ra hiệu. Trương trưởng môn, cậu hiểu chứ? Việc này... Trương Quốc Trung trầm tư suy nghĩ. Không thể bảo Tần Qua tự đi một mình. Ban ngày nhất định không được, chỉ có thể tiến hành vào buổi tối. Vạn nhất Triệu Côn Thành hồi quang phản chiếu, một mình lưu lao đầu có thể chống đỡ được không? Để tôi về thương lượng với sư huynh trước đã. Nói là làm ngay. Hiện tại Trương Quốc Trung hẳn không thể lập tức giải quyết xong việc ở Hồng Kông, nhận chút thù lao về nhà với vợ con. Cho nên tối hôm sau, cùng Tần Qua âm thầm lái xe đến nhà Triệu Côn Thành. Tuy Triệu Côn Thành cũng được coi là kẻ có tiền, nhưng so với thất gia thực chẳng thấm vào đâu, thậm chí còn không bằng Tần Qua. Chỉ sống tại một tòa nhà hai tầng, nhìn bề ngoài kiểu gì cũng không giống đáng giá bạc triệu. Để tiện theo dõi, Tần Qua không lái xe của mình mà nhờ A Quang thuê giúp một chiếc xe Jeep đỗ tại một nơi cách nhà Triệu Côn Thành không xa. Tắt đèn tắt máy, bắt đầu giống như cảnh sát ngồi canh nghi phạm. Lúc này tại nhà thất gia, Lưu lao đầu ngủ suốt từ trưa đến chiều, bởi tối tinh thần đầy đủ. Cũng vì Trương Quốc Trung không có ở đây, Lưu lao đầu quyết định ngồi luôn ở phòng thất gia. Thầm nghĩ, chỉ cần quay được đêm nay, Triệu Côn Thành sẽ được xử lý. Nhưng Lưu lao đầu trăm triệu lần không ngờ, vào khoảng canh hai, khi ông ta đang ngủ gà ngủ gật trong phòng thất gia, bỗng choang một tiếng, cửa kính vỡ nát. Đây chính là kính chống đạn. Thất gia sợ tới mức toàn thân run rẩy hô: "Người đâu?" A Quang dẫn đầu, mấy vệ sĩ tay cầm chắc súng vây kín xung quanh thất gia. Liễu lão đầu lấy la bàn, phát hiện kim đồng hồ xoay liên hồi, bỗng giật mình thốt lên: "Con mẹ nó, xem ra hôm nay tới thật rồi." Mời các bạn nghe tiếp hồi thứ ba, mang tên Lôi Chỉ. Bên ngoài lúc này, một tràng súng hỗn loạn vang lên. A Quang cẩn thận đi đến bên cửa sổ, thò đầu nhìn xuống dưới, chỉ thấy trước cửa đèn đuốc sáng trưng. Mấy cảnh vệ hợp thành một nhóm, vác súng xem xét khắp nơi. "Lưu tiên sinh!" Thất giả lê khăn lau mồ hôi. "Cái này rốt cuộc là ngoài ý muốn, hay Triệu Côn Thành lại tới thế?" Lưu lao đầu nhìn chăm chăm la bàn, cũng không có trả lời. A Quang đưa thất gia xuống lầu. Theo kinh nghiệm lần trước, dường như bát dương trận không mấy tác dụng đối với hàng thuật. Cái thằng danh con muốn đấu với ta, lúc lão tử rời sư môn, ngươi còn đang mặc quần thục đít kìa. Lưu lao đầu vừa lẩm bẩm, vừa cùng thất gia xuống lầu, vừa ngồi lên sofa, bỗng toàn bộ đèn trong nhà tắt phụt. Mấy tên vệ sĩ vốn đã thấp thỏm không yên, đèn vừa tắt, không ai bảo ai, chia súng xả đạn ra tứ phía. Trên lầu truyền đến tiếng thét chói tai của đám hầu gái. "Không được loạn!" Liễu lao đầu hét lớn. "Đây không phải tà thuật, cầu dao nguồn điện bị sập xuống thôi." Liễu lao đầu nắm chặt long lân, hít sâu một hơi. "Thật ra đừng sợ, chỉ là chiêu hư trương thành thế, hiện tại hắn chẳng còn năng lực gì đâu." Thật ra Liều lao đầu cũng chỉ thuận miệng an ủi, không để lộ biểu hiện thực tế của la bàn. "Mọi người bảo vệ thất gia, tôi đi xem một chút." Lúc này 7-8 cái đèn pin đã được bật sáng chiếu loạn khắp nơi. Liều lao đầu lấy một chiếc đèn pin từ tay vệ sĩ, chậm rãi bước đi theo hướng kim la bàn. "Quái, sao lại là bên ngoài?" Liều lao đầu vừa đi vừa lầm bầm. Theo lý, nếu sập cầu dao nguồn điện, Triệu Côn Thành chắc hẳn phải ở trong nhà. Nhưng hiện giờ la bàn lại biểu thị luồng tà khí nằm ở bên ngoài. Thật ra
cầu giao nhà ông nằm ở đâu? Lúc này, Liêu Lóc Đầu đã tới gần cửa, quay đầu nhìn lại. Trong lòng lập tức lạnh băng, 7-8 cây đèn pin ban nãy còn sáng, giờ chẳng thấy đâu. Thật ra cùng đám vệ sĩ đều lăn ra ngủ. Triệu Côn Thành là thằng đàn ông thì vác xác ra đây, đừng có ở đó giả thân giả quỷ. Liêu Lóc Đầu thật sự hết kiên nhẫn, bốn phía vẫn yên lặng như tờ. Trò gì nữa đây? Liêu Lóc Đầu dùng tay mở cửa chính, phát hiện mấy vệ sĩ canh bên ngoài cũng ngủ gục. Trước thềm có đặt một chiếc vali du lịch cỡ siêu lớn. Cái thằng danh, ngoại trừ làm người ta ngủ gục, ngươi còn biết làm gì khác không? Liêu Lóc Đầu mắng vài câu, đi tới bên cạnh vali. Thứ gì đây? Điện thoáng qua la bàn, phát hiện kim đồng hồ chốc chốc lại xoay 360 độ. Theo kinh nghiệm, nhất định là do thứ nằm trong vali. Chẳng lẽ muốn dùng cái này đổi tử ngọc? Liêu Lóc Đầu thu lại la bàn, rút chùy thủ, cẩn thận mở khóa. Lúc này, trước cửa nhà Triệu Côn Thành. Tần tiên sinh, tôi cảm giác có chuyện chẳng lành. Trương Quốc Trung chăm chú nhìn la bàn, chỉ thấy kim đồng hồ bỗng xoay liên tục, sau đó khôi phục trạng thái bình thường. Theo hướng kim đồng hồ chỉ, chính là hướng nhà Thất gia. Thế nào? Tần Quan nhìn cổng nhà Triệu Côn Thành vừa hỏi, cậu với Lưu tiên sinh có thần giao cách cảm sao? Trương Quốc Trung không biết cái gì là thần giao cách cảm, nhưng kim la bàn xoay liên hồi, việc này tuyệt đối không đơn giản, khẳng định đã xảy ra chuyện lớn. Tần tiên sinh, chúng ta mau quay về. Trương Quốc Trung cắn răng, vạn nhất không thu phục được Triệu Côn Thành, ngược lại hại sư huynh mất mạng, lúc về biết ăn nói thế nào với chị dâu đây. Lúc này, Liêu Lóc Đầu cẩn thận dùng chùy thủ mở vali, chợt phát hiện phần mũi dao có dính máu. Mẹ kiếp, cái quái gì đây? Cạch một tiếng, nắp vali mở tung, và trông thấy cảnh tượng trước mắt, Liêu Lóc Đầu lập tức bịt miệng nôn khan. Thì ra trong vali có chứa một khối thi thể đã bị cắt thành mảnh nhỏ. Con mẹ nó, điên mất rồi. Liêu Lóc Đầu không thể tin vào mắt mình, đống thịt này hẳn là huy hàng. Đạo giáo cho rằng người sau khi chết 7 ngày, linh hồn mới có thể nhận ra là mình đã chết. Cho nên trong vòng 7 ngày này, oan khí người chết sẽ quanh quẩn bên thân xác. Loại hàng thuật này được thi triển trên xác người mới chết. Trong vòng 7 ngày, oan khí xác chết sẽ lớn hơn rất nhiều so với ác quỷ bình thường. Trong truyền thuyết có miêu tả, muốn thi triển huy hàng, trước tiên phải cắt người chết thành từng lát mỏng hay băm thành thịt vụn. Hiện tại trong vali có một cái xác bị cắt nhỏ, có thể Triệu Côn Thành đã gấp đến độ không chở thêm, cũng có thể sợ băm thành thịt vụn, oán khí quá nặng, bản thân không khống chế nổi. Tóm lại, ngoại trừ huy hàng, tựa hồ chẳng có cách giải thích nào hợp lý hơn. Hiện giờ là xã hội hiện đại, không thể so với thời Hậu Tấn binh hoang mã loạn, coi mạng người như cỏ rác. Thi triển loại pháp thuật này chính là phạm tội mưu sát. Nhìn kim la bàn xoay vòng vòng 360 độ, chứng tỏ thi thể này bị phanh thây khi còn sống. May quá, chưa chạm tay vào. Liêu Lóc Đầu thầm thốt lên, sau đó lôi từ trong túi ra một bó hương, cắm xung quanh chiếc vali, chuẩn bị siêu độ cho nạn nhân xui xẻo này. Sau khi oán khí tan đi, hàng thuật cũng sẽ bị phá. Trong lúc Liêu Lóc Đầu đang cắm hương, bỗng cảm thấy đằng sau có luồng gió lạnh ập tới. Theo phản xạ, Liêu Lóc Đầu dùng sức lao ra cửa, chỉ nghe xoẹt một tiếng, sau lưng áo đã bị rách một mảng lớn. Đưa tay lên sờ, cùng mày không bị chảy máu. Ai? Liêu Lóc Đầu chĩa đèn pin, chỉ thấy đối diện có một người. Thất gia. Liêu Lóc Đầu không thể tin vào hai mắt, vừa rồi cào mình một nhát sau lưng,
chính là Thất Gia. Lúc này, ánh mắt Thất Gia chẳng khác gì Lý Nhị Tráng ở thôn Tịch Tử. Dưới ánh đèn pin, nước dài không ngừng chảy ra từ trong miệng. Liễu Lão Đầu trợn mắt, thầm nghĩ, Triệu Côn Thành thực quá thâm độc, sử dụng Thất Gia đối phó mình. Xem ra, mấy ngày nay Triệu Côn Thành không ngừng yểm ngốc hàng lên người bọn họ. Một khi thân thể thích ứng, sẽ dễ dàng bị chúng hàng thuật khác. Khẩn mẹ nó, lại mắc bẫy mà. Liễu Lão Đầu nhổ một bãi nước bọt, cầm Long Lân tiến lên phía trước. Mua may một hồi, phát hiện dường như Thất Gia không sợ Long Lân, miệng còn gầm gừ, chậm rãi tới gần Liễu Lão Đầu. Kế thứ 36, Liễu Lão Đầu nhẹ nhàng lùi về phía sau. Chạy là thượng sách. Dứt lời, ông ta dán một loạt tấm hoạt phù lên cửa, quay đầu bỏ chạy. Thất Gia căn bản không thèm để ý hoạt phù, vẻ một cái đã chặn ngay trước mặt. Động tác nhanh nhẹn chẳng thua gì Lý Nhị Trắng, bất ngờ lao vào Liễu Lão Đầu. Chuyện xảy ra quá đột ngột. Liễu Lão Đầu vốn tưởng hoạt phù có thể kéo dài thời gian, không ngờ nhanh như vậy đã bị đuổi theo. Trước mặt muốn tránh cũng không kịp, định lui về phía sau tránh đòn công kích. Kết quả do phát lực quá lớn, tự mình ngã nhào, chủy thủ rơi xuống đất. Ui cha! Chớp mắt, Thất Gia đang ngồi trên người Liễu Lão Đầu, khiến ông ta suýt nữa thì ngộp thở. Cảm thấy trên người giống như bị đá đè, bất kể dùng sức thế nào, Thất Gia bên trên cũng không hề suy chuyển. Đúng lúc này, răng trong miệng Thất Gia cùng móng tay bỗng dài ra cả tấc. Một tay nhanh gắt gào bóp cổ Liễu Lão Đầu, một tay từ từ cắm móng vuốt lên đầu ông ta. Ê! Liễu Lão Đầu cắn răng chịu đựng, cảm giác đau đớn từ trong xương tủy lan ra toàn thân. Cố vươn tay quả quảng, rốt cuộc tóm được cây chủy thủ. Chết mày đi! Liễu Lão Đầu vung tay đâm thật mạnh, dường như đã trúng mông Thất Gia. Chỉ thấy Thất Gia gào lên một tiếng, nhảy khỏi người Liễu Lão Đầu, dừng lại cách xa 4-5 mét. Liễu Lão Đầu lồm cồm bỏ dậy. Không may đèn bể vườn chưa tắt hết, đường ánh sáng mờ nhạt hắt vào, mặt Thất Gia dường như có màu xanh lá. Còn mẹ nó! Liễu Lão Đầu vừa lấy từ trong túi ra một cây kim, đâm sâu hơn một tấc vào xương quai xanh, chớp mắt đã hết đầu. Một tay múa may Long Lân, một tay móc đồng tiền, bày thành trận pháp trên mặt đất. Thất Gia nếm qua lợi hại của Long Lân, không dám lỗ mãng xông lên, chỉ gầm gừ xung quanh bên cạnh Liễu Lão Đầu. Rốt cuộc Liễu Lão Đầu cũng là người sống, có tư duy, còn Thất Gia thì không, cứ vòng tới vòng lui. Liễu Lão Đầu dùng đồng tiền bày thành vòng tròn vây quanh Thất Gia. Đi chết đi! Liễu Lão Đầu lôi tấm tiết âm phủ đặt mạnh xuống đất, tiếp theo chặn một cây kê hầu lên trên, phong kín lối ra của vòng tròn. Đồng tiền xếp kiểu này gọi là tỏa quỷ trận, tục xưng lôi trì, là phương pháp chuyên môn dùng để giam cầm ác quỷ. Theo lý luận trong Chu Dịch, ngày thuần dương, đêm thuần âm, ác quỷ chỉ có thể hoạt động vào ban đêm. Người xưa khi xem sao đã chia bầu trời ra làm 24 tinh khu, gọi là nhị thập bát tú. Mỗi khu bao gồm nhiều ngôi sao nhỏ. Bày trận lôi trì chính là đặt xung quanh ác quỷ 28 đồng tiền. Đồng tiền thuần dương, cho nên có thể đánh lừa bọn chúng. Nếu còn tiếp tục xông lên, sẽ lập tức bị vây khốn trong nhị thập bát tú. Thực ra là lôi trì do con người làm giả. Trận pháp này không gây thương tổn tới ác quỷ, chỉ có tác dụng giam cầm chúng. Thời gian dài hay ngắn tùy thuộc vào sức mạnh cũng như chỉ số thông minh của ác quỷ. Thường thì người chết oan sẽ thông minh hơn người chết thảm. Thứ đang bám trên người Thất Gia là quỷ chết thảm, xem ra lôi trì vẫn có thể cản nó một phen. Tiết âm phù vừa chạm đất, Thất Gia cũng phát hiện xung quanh có điểm không thích hợp, định lao về phía cửa, liền giống như bị thứ gì ngăn cản, buộc phải lùi lại.
Liễu Lão Đầu nhân cơ hội này xoay người đi tới phòng khách. Lúc này ác quỷ trong hòm đang bám trên người Thất Gia, siêu độ cũng vô dụng. Lấy một cái đèn pin từ tay A Quang, dùng chủy thủ khắc trực tiếp lên sàn nhà trong đại sảnh. Mời các bạn nghe tiếp. Hồi thứ tư mang tên Nỏ Mạnh Hết Đà. Người dịch Hoa Ẩn, giọng đọc Nguyễn Thành. Thứ Liều Lao Đầu khắc chính là tiết âm phủ. Trong Mao Sơn Thuật có câu: nhân vi dương, quỷ vi âm, xúc sinh vu âm dương chi gian, chi dương tắc linh, chi âm tắc nghiệt. Ý muốn nói, thuộc tính của người là dương, thuộc tính của quỷ là âm. Thuộc tính xúc sinh nằm giữa âm và dương. Dương khí nặng sẽ trở thành linh thú, âm khí nặng tận trở thành nghiệt thú. Nguyên lý của tiết âm phù chính là ở đây. Mặc kệ ngươi có bao nhiêu lợi hại, chỉ cần tiết hết âm khí, ác quỷ sẽ biến thành dã quỷ, nghiệt xúc sẽ trở thành thiện xúc. Đối phó ác quỷ hay xúc sinh đều hữu hiệu. Trong trường hợp không biết nhiều về hàng thuật, tiết âm phù đương nhiên là lựa chọn tốt nhất. Khắc xong, Liễu Lão Đầu lại kéo mấy vệ sĩ đang ngủ gục xem theo hình đạo phù, cuối cùng đặt vali chính giữa, cắm chủy thủ lên trên. Không nhìn cũng biết Liễu Lão Đầu muốn mượn dương phá huy hàng, xem người còn chiêu gì nữa không. Liễu Lão Đầu muốn bày trận, dùng đồng tiền bày một cái tiểu thất quan xung quanh vali, phun một ngụm dương tiên lên cây sang bị cắt nhỏ, cuối cùng lấy một nắm chu sa rắc lên trên vali. Chợt nghe Thất Gia ngoài cửa hét một tiếng chói tai, tiếp theo là một bóng đen phóng về hướng Liễu Lão Đầu nhanh như tia chớp. Nằm xuống cho ta. Hai mắt Liễu Lão Đầu nổi đầy gân máu, dùng sức mạnh ấn chủy thủ phập một cái, không biết từ đâu máu cùng dịch nhầy màu đen bắn lên đầy mặt. Thật ra cách đó hai thước bỗng dừng lại, ngã gục xuống đất, miệng sùi bọt mép. Liễu Lão Đầu ngã ngồi trên mặt đất, cảm thấy trước mắt mơ hồ, dùng tay lau khóe miệng. Dưới ánh đèn pin phát hiện dương tiên mình phun ra ban nãy có màu đen. Không biết có phải do tác động tâm lý hay không, Liễu Lão Đầu chợt cảm thấy đầu óc choáng váng, tầm nhìn mơ hồ, hô hấp cũng dần trở nên khó khăn. Đúng lúc này, một chiếc xe Jeep dừng lại trước cổng lớn căn biệt thự. Trương Quốc Trung cùng Tần Qua vội vàng xuống xe, chạy vào đại sảnh. Chỉ thấy cả Liễu Lão Đầu lẫn Thất Gia đều nằm cạnh một chiếc vali du lịch cỡ lớn, miệng sùi bọt mép. Tiến lại gần, Trương Quốc Trung khẽ nhíu mày, còn Tần Qua thì liên tục nôn khan. Trong vali là một cây xác bị cắt nhỏ, đầu cũng chia thành hai nửa. Bên trên cắm một cây chủy thủ, dịch nhầy màu đen vương vãi khắp nơi. Tần Qua và Trương Quốc Trung lần lượt bế Thất Gia cùng Liễu Lão Đầu lên sofa. Trương trưởng môn, đời này đã xảy ra chuyện gì? Không biết, dường như sư huynh đã đấu với Triệu Côn Thành. Trương Quốc Trung lật mí mắt Liễu Lão Đầu, thế còn người đã chuyển thành màu đen. Sư huynh, ai, là do đệ bà. Trương Quốc Trung vội lấy ra một khối tử ngọc nhét vào miệng Liễu Lão Đầu. Sau khi Tần Qua xem mạch, vết thương của Thất Gia không có gì nghiêm trọng. Ngược lại Liễu Lão Đầu mạch đập suy yếu, lúc nào cũng có thể nguy hiểm đến tính mạng. Trương trưởng môn, để tôi gọi bác sĩ. Tần Qua bước tới để cầm điện thoại trên bàn trà. Không cần, Tần tiên sinh giúp tôi canh chừng, và nhất Triệu Côn Thành lại tới. Trương Quốc Trung kiểm tra vết thương trên cổ Liễu Lão Đầu, phát hiện hai đường màu đen kéo dài từ miệng vết rách xuống tới ngực. Thằng khốn, lần này lão tử liều mạng cũng phải bắt ngươi trả giá. Trương Quốc Trung hận đến nghiến răng nghiến lợi, mặt nổi đầy gân xanh, cầm chủy thủ đâm vào thất mạch của Liễu Lão Đầu, sau đó xếp đồng tiền xung quanh. Theo tiếng hét của Trương Quốc Trung, Liễu Lão Đầu phun ra một ngụm nước đen.
máu đen cũng không ngừng chảy ra từ vết thương. Triệu Quốc Trung dứt khoát xé áo Lưu Lao Đầu, dùng miệng hút hết máu độc, bận rộn gần nửa tiếng đồng hồ. Máu chảy ra từ thất mạch đã chuyển thành màu đỏ. Lại xoẹt một tiếng, Triệu Quốc Trung xé áo trên người, trực tiếp băng lại cho Lưu Lao Đầu. Lúc này A Quang cũng gượng mình ngồi dậy, thấy tình cảnh trước mắt, lắp bắp không nói nên lời. Triệu Quốc Trung thấy vậy liền nói: "Cậu Quang, tỉnh rồi thì tốt, bảo giúp tôi kiếm chút gạo nếp đi." Được, tôi biết rồi." A Quang vừa muốn rời đi, chợt nhìn thấy thất gia đang nằm trên sofa, vội vàng hô lên: "Là lão gia." "Cậu Quang, thất gia không sao, phiền cậu mau tìm gạo nếp tới đây." Triệu Quốc Trung lòng nóng như lửa đốt, tuy vết thương của Lưu Lão Đầu đã chảy ra máu đỏ, nhưng da thịt xung quanh miệng vết thương vẫn tím đen, chứng tỏ âm độc vẫn chưa hoàn toàn bài xuất. Chốc lát sau, A Quang luống cuống cầm mấy cái túi chạy tới. Trương tiên sinh, tôi cũng không biết cây nào là gạo nếp, ngài." Triệu Quốc Trung dùng chủy thủ rạch từng túi một. Cùng mày, trong số đó có một túi gạo nếp. Triệu Quốc Trung bốc một nắm gạo, đứng lên lấy ấm trà trên bàn, dùng ba chè trộn chung với gạo nếp, tạm thời đắp lên miệng vết thương của Lưu Lão Đầu. Bỗng nhiên, ngoài cửa có tiếng xe jeep khởi động. Là ai? Cả Tần Qua lẫn A Quang đều rút súng, lao thẳng ra ngoài cửa, chợt thấy chiếc xe jeep vọt lên thềm nhà, đứng lại. Tần Qua nhắm chuẩn, bắn liền ba phát. A Quang ra tay còn mạnh hơn, liên tục xả đạn về hướng chiếc xe. Không biết có phải đã bắn trúng người bên trong. Đạn bắn nát cửa kính chắn gió, cản trở tầm mắt, chỉ thấy xe jeep tông thẳng vào cửa chính, kêu loảng xoảng một hồi rồi bất động. Lúc này Triệu Quốc Trung cũng chạy từ trong nhà ra ngoài, ngẩng đầu lên nhìn, phát hiện cửa sổ phòng thất gia ở lầu 2 đã bị mở. Rõ ràng thứ Triệu Côn Thành nhắm tới chính là khối tử ngọc, cho nên bất chấp tất cả xông vào thư phòng, muốn đồng quy vô tận với thất gia và Lưu Lão Đầu. "Ra đây!" Tần Qua giơ súng, bước đến bên xe jeep, một tay mở cửa xe. Chỉ thấy lão già đầu tóc bạc phơ ngồi dựa trên ghế điều khiển, hơi thở thoi thóp, khóe miệng rỉ máu đen. "Triệu Côn Thành!" Tần Qua không thể tin vào mắt mình. Lần trước tại tổ trạch nhà họ Lưu, trong lúc mơ mơ màng màng nhìn thấy Triệu Côn Thành, trông hắn chỉ xấp xỉ tuổi mình. Lúc ấy còn tưởng mình thần trí không tỉnh táo nên bị ảo giác. Nhưng giờ đây Triệu Côn Thành mặt đầy nếp nhăn, số tuổi ngang ngửa với thất gia. Xem ra Triệu Côn Thành đích thực đã như nỏ mạnh hết đà, cười lạnh nói: "Tần Qua, ta nên diệt trừ ngươi trước tiên, nếu không phải ngươi pha đám, kẻ nằm đây lúc này phải là Liêu Thất." "Mục đích của ngươi là gì? Tiền sao?" Triệu Quốc Trung đứng bên cạnh thất gia, hận không thể một đao đâm chết đối phương. Triệu Côn Thành vẻ mặt khinh thường: "Các ngươi cho rằng thắng ta là có thể đạt được mục đích? Ta biết các ngươi muốn gì, đó là vật của nhà họ Triệu bọn ta. Các người đừng hòng lấy được, cả đời này đừng hòng lấy được." Triệu Côn Thành vừa dứt lời phun ra một ngụm máu đen, cứ thế đi đời nhà ma. Tần Qua giận dữ dùng tay đập lên cửa xe, vô tưởng còn chút manh mối giờ lại bị chặt đứt. Hai ngày sau, Triệu Quốc Trung được một vị luật sư họ Hoàng đưa ra từ cục cảnh sát. "Trương tiên sinh, cậu đúng là quá thật thà." Luật sư Hoàng lau mồ hôi trên trán: "Bọn họ hỏi cái gì, cậu trả lời cái đó. Cậu có biết làm như vậy hậu quả sẽ rất nghiêm trọng hay không?" Hậu quả cái gì?" Trương Quốc Trung vẻ mặt vô tội: "Tôi ăn nói ngay thẳng, hơn nữa tôi cũng không giết người, việc gì phải sợ chứ?" Triệu Quốc Trung cho rằng pháp luật Hồng Kông rất khoan dung công bằng. "Tôi biết cậu không giết người."
Luật sư Hoàng giờ khóc giờ cười. Nhưng căn cứ theo những gì cậu khai, sẽ bị đưa tới bệnh viện tâm thần Thanh Sơn đó. Tôi phải giải thích với bọn họ, cậu bị chứng hoang tưởng cấp độ thấp, mới miên cường đưa được cậu ra ngoài. Nhớ kỹ nha, từ nay trước khi gặp luật sư, tuyệt đối không nên nói lung tung. Luật sư? Trương Quốc Trung từng nghe nói về nghề này. Theo suy nghĩ của anh ta, luật sư chắc cũng giống như người làm việc trong viện kiểm sát hay cục công an, chuyên thẩm vấn tội phạm. Qua Hồng Kông, đúng là mở mang kiến thức, thì do luật sư còn có thể đứng về phía mình. Vậy ra ông là luật sư? Bộ dáng Trương Quốc Trung chẳng khác gì nhìn thấy minh tinh điện ảnh. Hân hạnh, hân hạnh. Luật sư Hoàng khóc không ra nước mắt, lăn lộn nửa ngày vì thân chủ đối diện này hóa ra không biết mình làm cái nghề gì. Trong một gian phòng bệnh tư nhân tại bệnh viện Elizabeth, Trương Quốc Trung gặp lại thất gia, sau đó cùng qua thăm Lưu lão đầu còn đang cắm ống dưỡng khí. Sư huynh. Trương Quốc Trung ngồi xuống bên cạnh mép giường, hai mắt ươn ướt. Đệ thực sự xin lỗi mà. Cái thằng nhóc này, đừng có nói vớ vẩn nữa. Liêu lão đầu hé mắt nhìn Trương Quốc Trung. Tên họ Tần kia đâu? Hết thầy đều là chủ ý của hắn. Gọi tới đây để ta mắng cho hắn một trận nào. Tiếng Liêu lão đầu oang oang, hoàn toàn không giống người cần cắm ống dưỡng khí. Cậu ta còn ở cục cảnh sát. Thật ra đi tới bên cạnh nói: Lưu tiên sinh, thần không biết phải cảm ơn ông thế nào. A Quang đã kể lại với tôi mọi chuyện rồi. A Quang? Lưu lão đầu trợn mắt nhìn thất gia. Lúc tôi cứu ông, hắn còn đang nằm ngủ khò khò kìa. Ông không biết đó thôi. Khi ấy... Lưu lão đầu chỉ vào vết thương trên cổ của mình, thao thao bất tuyệt một hồi. Thất gia nghe xong mặt mũi trắng bệch. Lưu tiên sinh, ông chính là ân nhân nhà họ Lưu tôi à? Dứt lời, khom lưng vái Lưu lão đầu một cái thật sâu. Bởi vết thương quá mức quái dị, Lưu lão đầu bị giữ lại bệnh viện theo dõi thêm 10 ngày. Để khi mặt mũi trở nên hồng hào, lại chuyển về nhà thất gia uống canh sâm tầm bổ. Giờ phút này, Triệu Côn Thành đã chết, thất gia cũng không còn gì cố kỵ. Trong vòng 10 ngày, tổ trạch đã được tân trang quét dọn sạch sẽ. Toàn bộ người hầu cùng vệ sĩ dắt nhau quay lại ngôi biệt thự. Sư huynh, chắc giờ này Tần tiên sinh cũng đã rời khỏi cục cảnh sát. Sao không thấy bóng dáng đâu hết vậy? Trương Quốc Trung cảm thấy kỳ quái. Đây không giống tác phong thường ngày của Tần qua. Tuy ông ta luôn giống thần long thấy đầu không thấy đuôi, nhưng khối tử ngọc kia còn cất giấu bí mật cực lớn. Sao ông ta có thể dễ dàng bỏ qua? Quỷ mới biết, không chừng rúc vào chỗ nào đó, uống rượu giải sầu rồi cũng nên. Nghe ý tứ Triệu Côn Thành, xem ra đời này ta sẽ không có cơ hội nhìn thấy Hòa Thị Bích. Liễu lão đầu thở dài, trong lòng tiếc hận. Từ Ba Sơn đến Hồng Kông, bôn ba vất vả như vậy, rốt cuộc vẫn bị hụt. Trương tiên sinh, Lưu tiên sinh, lão gia mời các vị qua đó một chuyến. Hai người đang nói chuyện phiếm, chợt thấy Oa Quang bước vào. Trương tiên sinh, cậu nói xem, lần này sẽ không có chuyện gì chứ? Thật ra tìm Trương Quốc Trung để xác định lại lần nữa. Khối ngọc cậu đào, chắc sẽ không dụ mấy thứ dơ bẩn tới nữa phải không? Thật ra tôi dùng đầu đảm bảo đấy. Trương Quốc Trung khẽ mỉm cười. Tuyệt đối sẽ không có chuyện gì đâu. Phong thủy tổ trạch nhà ông, theo ý tôi, đứng nhất nhì toàn Hồng Kông, chắc chắn sẽ không có vấn đề. Cái này là chút tâm ý. Chúng ta bèo nước gặp nhau, các vị lại xả thân giúp đỡ. Liêu thất tôi vô cùng cảm động. Nói rồi, nhét một tờ giấy vào tay Trương Quốc Trung. Trương Quốc Trung không khỏi kích động, nghĩ thầm chắc là trả phí dịch vụ. Nhưng vừa mở ra xem, lập tức trợn tròn hai mắt. Đây là cái gì? Thật ra, đây là...
Trương Quốc Trung nhìn tấm chi phiếu màu sắc rực rỡ, chữ trên đó đều là tiếng Anh chưa từng thấy qua. Trương tiên sinh, Lưu tiên sinh, các vị đã cứu giúp nhà họ Lưu. Mạng sống hiện giờ của tôi cũng là các vị ban cho. Tôi cũng không có thứ gì tốt cho các vị. Cây chủy thủ như chúng ta đã nói trước đó sẽ cho Trương tiên sinh. Đây là tấm chi phiếu của ngân hàng, trị giá 5.000 vạn đấy. 5.000 vạn. Trương Quốc Trung không thể tin vào tai mình. Chuyến đi lần trước suýt nữa toàn quân bị diệt, Bầy Miên Cường nhận mấy trăm vạn từ chỗ Vương Tử Hào. Lần này đã gấp 10 lần Vương Tử Hào, thực choáng váng hết cả người. Khi này Trương Quốc Trung có chút ngượng ngùng. Trương tiên sinh, mong các vị đừng từ chối. À đúng rồi, tôi nghe nói Lưu tiên sinh thích sưu tầm tranh chữ. Trước kia tôi cũng học đòi người ta góp nhặt được một ít, nhưng hiện tại tôi chẳng có tâm tư nào nghĩ tới những thứ đó. Đây, coi như chút tấm lòng. Thất gia vừa nói vừa lấy ra một cuộn tranh được đặt trong ống giấy rất đẹp. Vật này tôi mua từ Anh Quốc. Tôi có quen một vị quản lý viện bảo tàng bên đó, thuyết phục nửa tháng trời, bọn họ mới bằng lòng bán cho tôi. Cuộn tranh từ từ mở ra, sơn thủy hữu tình, nước chảy mây trôi. Chờ thất gia mở hết, Liều lao đầu, cười không khép được miệng. Bức tranh này quá quý giá. Ngô đạo tử, xem ra bức tranh của Lý Tư Huấn vẫn được coi là trấn trạch chi bảo, đang treo trong phòng khách nhà mình, không thể so sánh. Nếu hai vị không chê, hy vọng có thể ở đây thêm mấy ngày. Thất gia bỗng ấp úng. Cái kia. Thất gia yên tâm, nhất định chúng tôi sẽ giúp ông tìm lại khế đất. Lúc này tâm tình Lưu lao đầu vô cùng tốt. Đừng nói tìm khế đất, có bức tranh của Ngô đạo tử ở đây, bảo ông ta đánh một trận với Triệu Côn Thành cũng được kìa. Thất gia vừa nghe, vẻ mặt lập tức tươi như hoa, liên tục nói lời cảm ơn. Trong mắt thất gia, hai vị này không phải người mà là thần tiên. Trên đời này làm gì có thần tiên không tìm thấy đồ vật chứ. Nói là làm liền, hai người dẫn theo một nhóm người bắt đầu tìm kiếm tại tổ trạch nhà họ Liêu. Luận về hàng yêu bắt quái, bọn họ còn thông thạo, nhưng tìm đồ thì chẳng khác gì người thường. Khu biệt thự rộng lớn như vậy, dùng la bàn tìm cọc ngự quỷ còn phải mất nửa tháng, trong khi khế đất không phát ra từ trường, tìm đến bao giờ mới ra. Hai người đang phát sầu, bỗng A Quang tất tả chạy tới. Hai vị, Tần tiên sinh vừa đến, hiện tại đang ở trong phòng lão gia, nói có việc muốn tìm hai vị. Hồi thứ năm mang tên Phát hiện của Tần Qua. Người dịch Hoa Ẩn, giọng đọc Nguyễn Thành. Nếu mọi người thấy hay thì hãy giúp Thành chia sẻ cũng như là donate ủng hộ Nguyễn Thành. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Trong thư phòng, Tần Qua đang uống trà cùng thất gia. Hai người biểu tình quái dị. Trên chiếc bàn làm việc cơ lớn bày một đống ảnh chụp. Đây là gì? Liều lao đầu cầm lấy một tấm, hình ảnh bên trên vô cùng rõ nét, dường như là bản đồ. Những thư này tìm được tại nhà Triệu Côn Thành. Tần Qua bình tĩnh, lại lấy ra một quyển sổ tay. Còn cả cái này nữa. Ông đã tới nhà Triệu Côn Thành. Trương Quốc Trung giờ khóc giờ cười. Trước giờ tác phong làm việc của người này rất khó lý giải. Biết trên núi có hồ mà vẫn mạo hiểm xông lên. Nếu sinh ra ở đại lục, tám phần trở thành chiến sĩ thi đua cả nước. Không đáng sợ như các vị nói đâu. Tần Qua hút một hơi xì gà. Nơi đó là hiện trường vụ án cắt xác, đã bị phong tỏa. Cảnh sát không sao, việc gì tôi phải sợ chứ. Cảnh sát đã phong tỏa, vậy ông vào đó bằng cách nào?
Liễu lão đầu vừa xem ảnh vừa hỏi: "Tôi đã sớm hoài nghi ông chính là đặc vụ CIA. Mấy tấm ảnh này 8 phần là do ông dùng camera mini lén chụp lại rồi." "Tôi vào trong thế nào không quan trọng." Tần Quan đứng dậy, bắt đầu đi lại trong phòng. "Tôi hoài nghi Ngọc Tỷ truyền quốc cũng không nằm trong tay Triệu Côn Thành. Tuy nhiên hành động của hắn có liên quan rất lớn tới Ngọc Tỷ đấy." Lời vừa nói ra, Trương Quốc Trung cùng Lưu lão đầu đều sừng sốt, đến Thất gia cũng trợn tròn hai mắt. "Tiểu Tần, y cậu muốn nói Ngọc Tỷ truyền quốc vẫn còn tồn tại, làm sao cậu biết?" "Tôi đã tới Cô Nhi Viện, nơi Triệu Côn Thành từng sống. Người phụ trách trông nom hắn hồi đó đã qua đời. Tuy nhiên tôi đã tìm được một manh mối trong tư liệu của Cô Nhi Viện." Mọi người ai nấy mở to hai mắt, không ngờ hiệu suất làm việc của Tần Qua lại cao như vậy. Chưa đến 10 ngày, chẳng những tới nhà Triệu Côn Thành chụp lén vô số ảnh, trộm được quyển sổ tay trong két sắt, mà còn đi Cô Nhi Viện tìm hiểu lai lịch Triệu Côn Thành. Chưa kể bị mời về cục cảnh sát phối hợp điều tra một thời gian. Thực ra ngay từ đầu tôi đã hoài nghi Hòa Thị Bích không nằm trong tay Triệu Côn Thành. Tần Qua tiếp tục nói: "Hắn lớn lên trong Cô Nhi Viện, sao có thể mang theo Hòa Thị Bích tới đó? Hơn nữa, xem trong hồ sơ, hắn vào Cô Nhi Viện khi mới 1 tuổi, đến tên cũng chẳng có. Mấy vu nuôi thông qua bức thư trên người của hắn biết được cha hắn họ Triệu, cho nên mới đặt tên hắn là Triệu Côn Thành. Trong thư nói khi nào cha hắn trở về sẽ quyên tặng Cô Nhi Viện một số tiền. Tuy nhiên người này một đi không trở lại. Tôi suy đoán ông ta đã chết nơi nào đó. Hơn nữa..." Tần Qua dừng lại một chút. "Hơn nữa cái gì?" Thật ra nóng lòng hỏi. "Hơn nữa tôi hoài nghi cha hắn chính là vì cái này." Dứt lời, Tần Qua vươn tay cầm một bức ảnh trên bàn. Ảnh chụp một dãy ký hiệu in trên giấy tuyên thành, chính là 8 chữ triển: "Nhận mệnh trời ban, tồn tại mãi mãi." Trương Quốc Trung chăm chú nhìn bức ảnh, khẽ gật đầu. Xem ra đây chính là dấu vết của Ngọc Tỷ truyền quốc. Hai Liễu lão đầu cũng ngắm nhìn, nhưng do bức ảnh thuộc loại đen trắng cho nên không nhận ra tỷ lệ cũ mới của giấy tuyên thành. Nếu được tận mắt xem một lần thì tốt quá rồi. Tần đặc vụ à, phiền ông vất vả một chuyến trộm tờ giấy đó ra đây có được không? Tần Qua không để ý Lưu lão đầu, tiếp tục phân tích. Tôi đoán Triệu Minh Xuyên thời nhà Thanh từng muốn ra tay đoạt Hòa Thị Bích nhưng lại bị trúng kế. Có điều Triệu Minh Xuyên cũng không đơn giản, tuy đã trúng mai phục nhưng đối phương cũng không chiếm được tiện nghi. Nói một cách đơn giản, Triệu Minh Xuyên sập bẫy trong lúc giao dịch, nhưng hắn đã sớm đề phòng cho nên người kia cũng không lấy được Hòa Thị Bích. Hơn nữa tôi nghi ngờ. Ý cậu là? Thật ra là người vô cùng nhạy bén, vừa nghe Tần Qua nói sắc mặt lập tức thay đổi. Ông hoài nghi cái gì? Trương Quốc Trung không tinh ý như Thất Gia, vẫn chưa hiểu ra vấn đề. Tôi hoài nghi ngoài chuyện giao dịch, Triệu Minh Xuyên cũng muốn giết chết đối phương, chẳng qua hắn bị đối phương giành trước một bước. Tần Qua khẽ mỉm cười nhìn Thất Gia. Ai... Thất Gia cảm thán. Không hổ là Tiểu Tần, không hổ là Tiểu Tần à. Thất Gia đứng lên, chậm rãi đi lại trong phòng. Năm đó ông nội tôi bảo đi bàn chuyện làm ăn, nào ngờ khi về nhà còn mạnh khỏe, đến nửa đêm thì đột ngột qua đời. Tiểu Tần người cậu muốn nhắc tới chính là ông nội của tôi. Thì ra là vậy. Trương Quốc Trung giật mình tỉnh ngộ. Bảo sao tổ trạch nhà họ Liêu lại chôn một khối tử ngọc? Thì ra đây là đồ của Triệu Minh Xuyên. Có lẽ thứ này từng bị yểm hàng thuật, nhưng sau khi ông nội Thất Gia qua đời
đã mất đi hiệu lực. Tần Qua nheo mắt để lộ nụ cười quỷ dị. Xem ra con cháu đời sau của Triệu gia khẳng định biết Ngọc Tỷ giấu ở đâu. Tuy nhiên, nếu không có khối ngọc kia, bọn họ cũng không thể vào lấy. Có lẽ cha Triệu Côn Thành cũng vì vậy mà mất mạng, cho nên hắn không màng sống chết quyền lấy bằng được thứ này. Hắn vốn định dùng một số chiêu trò quỷ dị lẳng lặng lấy khối ngọc, nhưng sự xuất hiện của chúng ta đã phá vỡ kế hoạch của hắn. Tần Qua nghĩ một hồi, vẻ mặt có chút mất tự nhiên. Thật ra, xin thứ tôi nói thẳng. Tiểu Tần à, có chuyện gì cứ nói đi. Hiện tại chúng ta đã là người một nhà rồi. Thật ra gật đầu nói. Lấy ngọc chẳng qua là một trong số những mục đích của Triệu Côn Thành. Phá đổ Lưu gia mới là thứ hắn muốn nhắm tới. Hay có thể nói chính là Thất gia. Hai, Thất gia vỗ vỗ vai Tần Qua, lòng thầm khen trình độ suy luận của người này thực chẳng thua gì Sherlock Holmes. Năm đó ông nội tôi bảo đi bàn chuyện làm ăn, trị giá 500 vạn lượng bạc trắng, 500 khoảng ruộng tốt. Đó chính là toàn bộ gia sản của nhà họ Liêu. Kết quả giao dịch không thành, người cũng chẳng còn. Ai, thực không ngờ chính là vì thứ này. Cho nên Triệu Côn Thành cho rằng sản nghiệp nhà họ Liêu ngày hôm nay vốn thuộc về Triệu gia. Tần Quan tiếp tục phân tích. Trực bước chung với Lưu lão đầu vừa nghe, hai mặt không khỏi trợn tròn. Theo như ông nói, Lưu lão đầu dùng tay mân mê chòm râu, đảo mắt một vòng. Hiện tại chúng ta lấy được khối ngọc này, chẳng phải là ngư ông đắc lợi sao? Phải chăng Ngọc Tỷ truyền quốc đã gần ngay trước mắt? Không nên vui mừng quá sớm. Nét mặt Tần Qua lại khôi phục vẻ ngưng trọng. Các người biết đây là gì không? Liêu lão đầu nhận tấm ảnh từ tay Tần Qua, phát hiện đây cũng là một tấm bản đồ địa hình. Giữa lòng núi có một tòa kiến trúc, nét vẽ đơn giản, hình như là một ngôi miếu. Cái này là... Liêu lão đầu cau mày. Bản đồ bảo tàng Hậu Tấn, hai đời ông nội và cha tôi dày công tìm kiếm. Ông nội tôi còn sống ở Ba Sơn 20 năm, cuối cùng cũng xác định được vị trí, chỗ được đánh dấu trên bản đồ. Nếu không có manh mối mới, chị e rất khó tìm ra. Tần Qua suy tư. Được rồi, việc này cứ giao cho tôi điều tra. Trương trưởng môn, Lưu tiên sinh, các người giúp Thất gia trước đi. Lần này tôi quay về chủ yếu là đem thứ này cho các vị, hy vọng hai người có thể tìm được manh mối mới. Dứt lời, Tần Qua lại đưa cho Trương Quốc Trung một quyển sổ tay. Cái này lấy được trong két sắt nhà Triệu Côn Thành, chắc là vật quan trọng. Có điều tôi xem không hiểu, rất tiếc tôi không tìm được lá thư cha Triệu Côn Thành để lại lúc gửi hắn ở cô nhi viện. Vô nuôi năm đó cũng đã qua đời. Nếu có lá thư, tôi tin chắc có thể tìm được nhiều manh mối hơn. Đến két sắt nhà người ta cũng cậy sao? Liêu lão đầu trợn mắt. Tôi hỏi này Tần gia, rốt cuộc ông là chuyên gia nghiên cứu ngọc thạch hay là chuyên gia nghiên cứu môn cậy khóa thế? Két sắt là do cảnh sát mở, tôi mượn xem mà thôi. Liêu lão đầu nói vậy, Tần Qua có chút không nhịn được. Đêm hôm đó, Trương Quốc Trung lăn qua lộn lại, mãi không ngủ được. Quyển sách này quá quái gì, có chữ triển, có điển văn, hơn nữa văn tự sắp xếp lung tung. Cùng Lưu lao đầu nghiên cứu nửa ngày, cô không tìm được manh mối nào. Cuối cùng chỉ có thể rút ra kết luận, đây có thể là một loại mật mã hoặc tiếng lóng. Vốn muốn dùng điển văn để viết, nhưng người viết lại không thông thạo điển văn, cho nên chỉ có thể dùng điểm điển văn xen lẫn chữ triển. Có điều suy đoán này thực tế sao? Nếu đến câu từ tiếng Hán cũng chắp vá,
Vậy thì chẳng cần chuyển sang tiếng lóng hay mất công dùng điển văn làm cái gì. Miên man suy nghĩ một hồi, Trương Quốc Trung cảm thấy mắt mình nặng trĩu. Hai ngày này cùng đã đủ mệt mỏi, hết bò gầm giường lại neo nóc nhà, vừa nhắm mắt liền chìm vào giấc ngủ thẳng cho đến tận hừng đông. Quốc Trung, ta đã có cách rồi, nhưng hơi mạo hiểm đấy. Sáng sớm, Liễu Lão Đầu chạy qua phòng Trương Quốc Trung, dường như có phát hiện gì lớn. Quốc Trung, để xem như vậy có được không? Cái gì? Trương Quốc Trung sửng sốt. Sư huynh điên rồi. Làm không tốt sẽ xảy ra chuyện đấy. Không sao đâu, hồi còn trẻ ta đã từng thử qua. Liễu Lão Đầu vẻ mặt xấu xa, ghé tai Trương Quốc Trung thì thầm vài câu, sau đó ôm bụng cười ha ha. Trương Quốc Trung nghe xong tỏ vẻ ngần ngại. Sư huynh, làm vậy không được hay cho lắm. Không sao, của thiên trả địa thôi. Dù sao tổ tiên nhà họ Liêu cũng chẳng tốt lành gì. Quốc Trung, cứ quyết định vậy ha. Ta đi chuẩn bị đồ nghề, còn để thông báo với thất gia một tiếng. Ngày mai chúng ta xuất phát. Liêu Lão Đầu mới rời khỏi phòng, A Quang liền bước vào. Trương tiên sinh, Tần tiên sinh lại tới, đang chờ ngài trong thư phòng. Trương Quốc Trung buồn bực, sao không nói một lần cho xong, cứ 2-3 ngày lại đến khua chiêng gõ trống một lần thế này. Tới thư phòng thất gia, chỉ thấy Tần Qua vẻ mặt phấn khởi, giống như vừa trúng vé số. Trương tiên sinh, chỗ cậu có tiến triển gì không? Tần Qua lấy lại vẻ nghiêm túc vốn có. Tạm thời chưa có tiến triển gì. Quyển sổ đó chúng tôi cũng xem không hiểu, thật quá hổ thẹn mà. Trước mặt thất gia, Trương Quốc Trung có chút ngượng ngùng. Tần tiên sinh, bên ông có manh mối gì mới không? Đương nhiên là có rồi. Tần Qua phấn chấn tinh thần. Thanh tra Trần là bạn tốt của tôi, cũng là bằng hữu của thất gia. Tôi đã lấy được tư liệu trực tiếp từ cảnh sát. Tư liệu từ cảnh sát? Trương Quốc Trung có chút kỳ quái. Đầu óc Triệu Côn Thành toàn mấy thứ tà môn ma đạo, cảnh sát có thể điều tra được gì chứ? Sáng nay thanh tra Trần gọi cho tôi, bọn họ tìm được tại nhà Triệu Côn Thành một tập bản đồ. Trải qua giám định, phát hiện một tờ có dấu vân tay hỗn loạn, chứng tỏ hắn thường xuyên lập xem. Còn nữa, bọn họ cũng tra ra ký lục từ công ty hàng không. Triệu Côn Thành từng bay 7 lần máy bay tới đi nội địa. Tần Qua dừng lại một chút, nói tiếp. Hơn nữa, nơi hắn bay tới chính là một điểm được đánh dấu trên tấm bản đồ kia. Ở đâu? Trương Quốc Trung khẩn trương. Không ngờ mình với sư huynh liều mạng đối với Triệu Côn Thành mấy phen, rốt cuộc cảnh sát mới là người tạo bước đột phá. Mặt trời xuống núi, chim bay về tổ, khách qua đường tìm chỗ dừng chân. Kể đến đây đã xong một đoạn, chuyện ngày mai xin để tính sau. Vậy là đã hết 5 chương của câu chuyện Mao Sơn Bí Thuật. Vậy Tần Qua là một người như thế nào? Điều tra rất nhanh, liệu có phải nằm trong hàng ngũ CIA hay không? Và ông ta đã phát hiện đầu mối gì của Triệu Côn Thành? Công cuộc tìm kiếm Hòa Thị Bích lại bắt đầu. Ba người, Trương Quốc Trung, Lưu Lao Đầu và Tần Qua, liệu có cùng nhau đi tới cái nơi mà phát hiện trên bản đồ hay không? Để tiến vào mộ cổ trên bản đồ hay không? Thì chúng ta cùng đón nghe vào kỳ sau.